Xin chào các bác quay trở lại kênh Hà Thành Audio. Hôm nay em xin review và giới thiệu với quý các bác hai cặp loa rất là hay của thương hiệu Pioneer. Cặp kế bên trái của các bác thì đã có model là CS7100 và cặp phía bên phải của các bác là cặp CS A77 nha các bác. Trước mắt các bác là ngoại hình phía bên ngoài của hai cái cặp loa. Các bác có thể thấy rằng hai cặp loa đang còn khá là ngay ngắn, sạch sẽ và đang còn rất là cân tuyến nha các bác. Ok các bác, em xin đi vào cái cặp phía bên tay phải trước là cặp Pioneer CS A77. Cái căng của nó thì em đã tháo ra ngoài và em dựng ở phía bên ngoài này các bác nhé. Để em quay kỹ cho các bác xem. Cái căng này thì vải và khung căng cũng như các tem chấu đang còn zin hết các bác nhé. Vải zin luôn nhé. Đấy các bác thể thấy vải zin là nhìn xuyên mảnh luôn như này nhé. Nhưng nó còn hơi bụi một chút thì các bác nào mà mua hàng thì em sẽ vệ sinh kỹ hơn nhé. Căng được hãng thiết kế với khung gông là bằng nhựa các bác nhé. Rất là dày dặn luôn. Rất to và dày dặn. Đây các chấu luôn các bác nhé. Các chấu rất là to. Đấy, chấu cắm, chấu gài loa rất là to và chắc chắn. Đó, hai chiếc thì cũng như một các bác nhá. Đang còn rất căng và sạch sẽ luôn. Ở phía dưới đáy của cái căng thì nó có cái tem Pioneer các bác nhá. Tem này em nghĩ là nó làm bằng nhựa. Đấy, căng nguyên bản thì nó có không tránh những cái vết chầy, vết rách bé như này các bác nhá. Đấy, các bác nào mua hàng mà thích đẹp tinh hơn nữa thì em có thể thay phục vụ các bác nhé. Đấy, cái chiếc bên này đây nó cũng hơi bị sờn một mít ở góc, do vận chuyển về hoặc là hàng cũ rồi thì nó không tránh khỏi các bác nhé. Ok các bác, em xin đi vào review cái cấu hình của đôi loa. Về trực quan các bác có thể thấy đôi loa thì đang còn gân màng đấy, cũng như là hình thức bên ngoài đang còn khá là sạch sẽ ngay ngắn các bác nhé. Đôi loa này được một hãng Pioneer thiết kế với 3 đường tiếng. Đó, sử dụng là một chiếc bát là 25cm. Màng giấy, nón giấy và gân là gân vải các bác nhé, gân vải zin nhé. Nó rất là mềm luôn, đây em quay cho bác kỹ xem. Đấy, tất cả cái khung gông cũng như là gân đang còn rất là sạch sẽ. Đấy, ống vít. Loa sử dụng bát 25. Đấy, độ động rất là cao các bác nhé. Gõ ra từ bát rồi. Cái giải tần tiếp theo thì được một hãng thiết kế với chung giấy các bác nhé. Chung giấy thì khoảng 13cm. Được bảo vệ bằng một cái lớp e căng sắt ở ngoài. Đó. Và sử dụng một chiếc tép. Tép này cũng là tép giấy các bác nhé. Đấy. Có hệ khung gông ngoài làm rất là chắc chắn. Rất là chắc chắn và đang còn khá là sạch sẽ. Đây là cái tem trước của đôi loa các bác nhá. Đấy, thương hiệu Pioneer. Model là CS A77. Về cấu hình thì đôi A77 này nó cũng tương tự A7 các bác nhá. Nó chỉ khác một số cái hệ khung gông, nó làm dạng nhựa, nhựa cứng mà giả nhôm các bác nhá. Nhìn nó trông nó rất là chắc chắn. Hai chiếc thì như một các bác nhá. Đang còn rất là sạch sẽ và ngay ngắn. Thùng của loa thì được thiết kế với dạng giấy si các bác nhé. Giấy si vân gỗ đậm. Đấy còn khá là bóng bẩy. Góc cạnh thì đang còn cũng khá căng các bác nhé. Đấy, tất nhiên là có những vết chầy bé như này. Đấy, cái này thì bên em đã xử lý rồi. Đấy, còn cơ bản là góc cạnh loa đang khá ok các bác nhé. Đây cái góc cạnh này thế khi chuyển về thì nó bị cấn cái góc này thì bọn em đã xử lý keo lại các bác nhé. Rồi quay xa nhìn xa thì cũng không phát hiện ra được. Đấy, nhưng mà đây là em cũng lia gần để các bác nắm được tinh thần. Đây góc bên này cũng một chút cấn một chút các bác nhé. Đấy, thùng loa màu vân gỗ rất là đẹp luôn. Đây là cái phần hậu loa phía sau các bác nhé. Đấy hậu loa này, hai đôi hậu này đang còn rất là cân màu luôn. Đấy nó sử dụng loa này sử dụng dạng gỗ ván ép nhé. Đấy. Đôi loa thì nó cũng kề series các bác nhé. Bên này là 784, bên này là 795. Đấy nó cũng chênh nhau một khoảng hơn chục số các bác nhé.
Đường sau này thì nó cũng có cái gài tương tự các cái dòng Pioneer khác các bác nhé. Đây nó là cái tem chính của nó. Đấy, thương hiệu là Pioneer. Model là CSA77. Đấy. Trở kháng là 8 ohm, công suất là 70W. Đấy, sản xuất tại công ty Pioneer Made in Japan. Mới sản xuất nuôi ở tại Nhật Bản các bác nhé. Chiếc bên này tem còi nó cũng tương tự nhá, cũng đang rất là sạch sẽ. Đó. Cái này là bụi rồi, cái này bọn em lau là sẽ sạch tính hết các bác nhé. Đấy, các bác thể thấy là hậu của nó đang còn khá là cứng cáp. Đôi loa thì rất phù hợp nghe nhạc vàng các bác nhé. Nhạc vàng, nhạc nhẹ, nhạc acoustic. Đấy. Phần chung giấy và tép giấy của nó cho lời rất là dịu và mịn. Đấy, các giải tần giải trên của nó rất là sáng, bát trầm xuống khá sâu. Được thiết kế một lỗ thông hơi phía trước luôn các bác nhé, nên lực bát nó sẽ được đẩy về phía trước. Ok các bác, như vậy là em cũng vừa review khá là chi tiết cái đôi loa Pioneer CSA77. Đấy, với cái đôi loa mà nó về ngoại hình nó đang còn ngay ngắn như này thì bên em đang bán với giá là 6 triệu đồng các bác nhé, 6 triệu tròn. Đấy, 6 triệu đồng cho đôi loa CSA77. Đây, căng bên đây các bác nhé, căng nó rất là ngay ngắn luôn. Ok các bác, vậy em sẽ đi sang cái đôi tiếp theo mà muốn giới thiệu với các bác trong ngày hôm nay. Đó là đôi Pioneer CS7100. Đấy, đôi này thì bên em cũng bán là khá nhiều rồi. Đấy. Đấy, về hình thức thì các bác có thể thấy được là cái tuyến loa nó đang rất là cân màu luôn, từ cái bát cái chung cái tép các bác nhé. Ok các bác, trước khi review chi tiết cái cấu hình của loa thì em xin đi quay cái căng trước. Đây là cái cặp cái căng zin của nó các bác nhá. Nó có dạng màu xanh thẫm nhá. Đấy, còn nếu mà thay lại là nó chuyển đến màu đen rồi. Đang còn khá là sạch sẽ. Tất nhiên là các cái góc của nó cũng có một số điểm sờn các bác nhá. Sờn như này, nó là nguyên thủy như thế. Đấy, các bác nào mà mua muốn mà căng đét nữa thì em sẽ thay lại căng khác cho các bác. Như cái căng bây giờ mà thay lại thì nó sẽ chuyển màu đen các bác nhá. Nó sẽ không nhìn xuyên được như này. Đấy. Tương tự đôi kia thì nó cũng có một cái tem Pioneer ở dưới là nó màu xanh và nó là dạng là nhựa đúc các bác nhá. Đấy, đôi này thiết kế thì khá là kiểu cách. Đấy, nó chạy thêm một cái lớp nẹp gỗ ở dưới này. Đấy, khi mà mình lắp vào loa thì nó sẽ trang trí thêm cái phần đáy dưới của nó các bác nhá, để phù hợp với các cái vân gỗ xung quanh của cái vân gỗ xi nhá. Đôi căng này thì cũng được bổn hãng làm rất là chắc chắn các bác nhá, các khung gông rất là to, dày dặn, chắc chắn. Đấy, cái này hàng mới lên thì bọn em dọn cũng chưa được kỹ lắm, các bác thông cảm. Cái nào các bác nào mua hàng thì em sẽ giặt cũng như là lau chùi kỹ cho các bác nhé. Đấy, đôi căng thì chấu cạnh còn đầy đủ, rất là khỏe và cứng cáp. Ok các bác, em sẽ quay lại cái chính của nó, phần chính của nó là phần cấu hình các bác nhé. Cấu hình của loa thì cũng tương tự với đôi CSA77 là loa thì sở hữu bát là 25cm. Đấy, gân mút zin của hãng thì nó đã mủn thì bên em đã thay loại gân mút béo mới các bác nhé. Dùng loại rất tốt đấy. Các bác có thể nghe thấy là cái tiếng trầm của nó cũng như là cái độ động của loa rất là tốt. Sở hữu chiếc bát là 25cm. Đấy, tất cả hệ khung gông đều bằng nhôm các bác nhé, có chỉ nhôm thì rất là đẹp. Đó, và sử dụng một chiếc chung này là chung giấy. Đấy, chung giấy này thì khẩu độ nó khoảng 15cm. Đấy, mà có cái màu vàng dạng hơi giống dạng chung của FB các bác nhé. Và phần thứ ba của nó là sử dụng một cái chiếc tem này là tem Zipon các bác nhé, còn gọi là tem mành. Đấy, một chiếc tem mành rất là đẹp, đang sạch tinh luôn, để em quay cho các bác xem. Đấy, bên trái của nó thì cũng tương tự đôi A77 thì nó có một cái tem dán là ghi là chữ là Pioneer, ở dưới là CS7100, nghĩa là model là CS7100. Và bên phía tay phải thì sở hữu một cái lỗ thông hơi cũng khá to, đường kính nó đo rơi vào tầm 9cm các bác nhé. Hai loa này có cái điểm chung của nó là nó đều được thiết kế thẳng hàng các bác nhé, nên là nó không phân biệt là chiếc R hay chiếc L. Đó, em sẽ đi quay kỹ về cái góc cạnh của thùng. Đấy, các bác có thể thấy cái đôi này thì nó có thiết kế là cái màu gỗ của nó sáng hơn cái đôi CF7A77 các bác nhé.
màu đấy, màu vân gỗ chạy rất là đẹp luôn, chạy từ cạnh thùng này đến xuống tận đáy thùng của anh ấy đấy. Đồ này thùng thùng góc cạnh của nó đang còn khá cứng cáp các bác nhá. Chưa có bị bể nở gì. Tất nhiên là cũng không tránh được những cái vết cấn hoặc là vết sờn nhẹ như này các bác nhá. Đó. Đây các bác nhá. Những cái này bọn em đã xử lý lại rồi, nó vẫn đảm bảo cứng cáp và thẩm mỹ các bác nhá. Nếu mà nhìn xa một chút này là các bác không thể phát hiện được ra luôn nhá. Đấy. Hai cái hồi thùng của nó đang khá cân tuyến các bác nhé. Loa được thiết kế thêm một cái chiếc chân ở dưới như này các bác nhé. Đấy. Cái phần này là nó hơi bị rem rem. Đấy, nó hơi bị rem một chút thôi nhé. Thì cái này là bọn em đã xử lý keo rồi. Đấy. Loa cũ thì nó không tránh được các bác nhé. Vận chuyển về nó xô dịch nhau. Ở dưới này thì nó cũng có một cái cầu loa. Thì nó tương tự các cái dòng loa khác của Pioneer các bác nhé. Đấy. Đây là cái tem chính của nó. Đấy, loa Pioneer CS7100 trở kháng 8 ohm, công suất là 70W. Đấy, sản xuất tại công ty Pioneer Made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản các bác nhá. Đấy, các cái gạch thùng này khi vận chuyển thì nó cũng có bẻ mất một chút các bác nhá. Những cái này bọn em để nguyên thủy chứ bọn em không xử lý keo kết gì đây các bác nhá. Chiếc bên này nó cũng tương tự các bác nhá. Đấy, một cái đôi thùng cũng khá là đẹp và màu của vân gỗ rất là tươi các bác nhé. Ok các bác, cái đôi này thì bên em xin báo giá luôn. Đấy, tại tại shop Hà Thành Auto đang bán cái đôi CS7100 này với giá là 6.200.000 đồng. 6.200.000 đồng cho cái đôi loa là Pioneer CS7100 các bác nhé. Và đôi ở bên tay phải là đôi CS A77 thì bên em đang bán với giá là 6.000.000 đồng các bác nhé. Đấy, hai đôi loa còn rất là ngay ngắn và sạch sẽ. Ok các bác, như vậy là em cũng vừa review và giới thiệu với quý các bác hai cái cặp loa đến từ thương hiệu Pioneer với cái mức giá là rất là bình dân các bác nhá. Các bác nào mà quan tâm tới cái sản phẩm Hà Thành Audio vừa mới giới thiệu thì xin liên hệ với Hà Thành Audio theo số điện thoại 0388596666, địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Yên 3, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bác vào những video tới.